Hi, xin chào tất cả mọi người. Mỹ Linh rất vui khi lại có thể là MC đồng hành cùng tất cả các khán thính giả cũng như là các khách hàng yêu quý đã luôn mua sắm và ủng hộ cho Couple Tech trong suốt thời gian vừa qua, và cũng là những khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mỹ Linh trong những livestream nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Couple Tech. Và nếu những bạn khách hàng nào đã theo dõi Couple TX, đây là ngày thứ tư trong chuỗi event, trong chuỗi sự kiện mà trao giải cũng như là trao quà tặng cho những bạn khách hàng may mắn trúng thưởng tại Couple TX. Còn nếu như bạn nào mà đây là lần đầu tiên bạn theo dõi livestream này thì có thể xem cái banner đằng sau lưng Mỹ Linh đây. Mọi người thấy không nào? Dòng chữ gì đây? Kỷ niệm 10 năm săn ngay iPhone XS Max mọi người ơi. Mọi người đừng bỏ lỡ nhá. Trong mỗi livestream này thì Mỹ Linh không những là giới thiệu cho mọi người về bộ sưu tập mới nhất của Couple TX mới ra mắt vào ngày 15 tháng 5 mang tên là Take My Hand, mà Mỹ Linh còn giúp mọi người sẽ quay vòng quay may mắn này và tìm ra được khách hàng may mắn nhất. Mọi người biết không, vào ngày 27 vừa rồi thì chị Ngân Hà đã là khách hàng may mắn nhất và nhận được chiếc Samsung Galaxy A10 rồi. Và ngày tiếp theo đó là ngày 30, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra ai là khách hàng may mắn tiếp theo nhận được một chiếc điện thoại, đó là chiếc Samsung S10e mọi người ơi. Đó. Và ngày 30 không còn xa đâu, chính là ngày mai mọi người nhá. Mọi người nhớ đón xem livestream vào ngày mai nữa đấy. Còn ngày cuối cùng sẽ là ngày mùng 3 tháng 6 thì khách hàng may mắn nhất luôn sẽ nhận được chiếc iPhone XS Max này mọi người ạ. Còn nếu như mà có bạn nào mà đây lần đầu tiên mình xem livestream của Couple TX thì Mỹ Linh sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người về cách thức để mình có thể trở thành một trong những khách hàng may mắn như chị Ngân Hà ngày hôm trước. Đó là mình hãy mua hàng tại cửa hàng Couple TX, mình mua ở cửa hàng nào cũng được. Và với mỗi hóa đơn trị giá 300 ngàn, mình sẽ nhận được một mã dự thưởng may mắn. Và với 600 mình nhận được 2 mã. Và mình mua càng nhiều sản phẩm với cái hóa đơn càng lớn thì chúng ta lại càng có cơ hội nhận được nhiều mã hơn. Và nếu bạn nào thắc mắc là mình đã mua hàng rồi mình không biết mã của mình thì các bạn có thể truy cập vào coupletx.com. Sau đó ở trang đầu tiên mọi người thấy này, đó, mình kéo lên trên, đó sẽ có cái phần cho mình nhập số điện thoại vào. Mình chỉ cần nhập số điện thoại của mình vào, ngay lập tức sẽ tra ra được mã số may mắn của mình để dự thưởng. Và ngày hôm đó thì bạn sẽ trở thành một trong những người đây, ở cuối danh sách, ở cuối, đó là những bạn khách hàng may mắn nhận được phần quà. Còn bây giờ thì ngoài những phần thưởng công nghệ rất là đặc sắc như là Mỹ Linh vừa giới thiệu thì hôm nay Mỹ Linh sẽ giới thiệu cho mọi người những sản phẩm đến từ bộ sưu tập Take My Hand của Couple TX. Mọi người cùng với Mỹ Linh sẽ sang bên này nhé để xem ai là khách hàng may mắn sẽ nhận được một trong số những phần quà này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu xem phần gì nhỉ? Hoa khỏe hoa sói trước đây. Mọi người xem này, đó, chiếc váy maxi hơi bị xinh. Đấy, các chị em phụ nữ của chúng ta nhân dịp mùa hè như thế này thì ngoài cái việc là mình đi du lịch này thì mình có thể hoàn toàn mặc những chiếc maxi dài như thế này ở trong thành phố để chống nắng này, cho chân của chúng ta không bị nắng. Thì cái họa tiết rất là xinh xắn, màu xanh thì mát mắt mọi người ạ. Họa tiết ở đây là xương rồng và thanh long, những trái cây nhiệt đới. Còn bên này thì là có nhiều loại trái cây hơn này, có như là quả gì đây nhỉ? Quả này là quả thơm này hay quả dứa mọi người này. Bèo rất là xinh xắn. Đó, bay bay trong gió như thế này. Và cái bộ sưu tập Take My Hand này mà hôm nay mọi người, mà Mỹ Linh muốn giới thiệu với mọi người, nó không chỉ là sản phẩm dành cho nam, dành cho nữ, dành cho những bạn yêu thích du lịch hay là yêu thích vượt, mà còn dành cho cả gia đình cơ mọi người ạ. Rất là nặng tay, Mỹ Linh sẽ cầm hết cho mọi người xem nha. Đây, rất là nhiều luôn. Mọi người thấy không? Đây là những sản phẩm dành cho tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta. Nặng tay lắm. Đây, từng sản phẩm một nhá. Đó là chiếc áo màu xanh rất là mát mắt dành cho ba. Và sau đó là chiếc maxi xinh xắn dài dành cho mẹ. Nhưng mà mọi người có nhớ rằng là hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không? Hôm nay là ngày 29 rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi đến mùng 1 tháng 6. Chính vì vậy mà Couple TX đã chuẩn bị những sản phẩm rất là xinh xắn dành cho kids đây mọi người ơi. Các thành viên trong gia đình của chúng ta rất là xinh xắn và rất thích hợp cho những ngày du lịch cũng như là ngày nghỉ ngơi trong mùng 1 tháng 6 chắc em đây mọi người ơi. Đó, xinh xắn không? Đây, bé trai này, còn đây là váy cho bé gái này, với màu sắc vô cùng là mát mắt và dễ chịu. Và với những thiết kế dành riêng cho trẻ em này cũng là một món quà mà Couple TX muốn gửi tặng đến cho những thành viên nhí trong gia đình chúng ta. Đấy, như là màu cam này. Đó, mọi người thấy không? Rất là xinh xắn. Bé nào mà da trắng mặc thì vô cùng nổi bật luôn. Rất là thích hợp cho mình là đi nghỉ này, đi du lịch này. Wow, còn một món nữa là một sản phẩm cũng dành riêng cho kids mọi người ơi. Đây là những chiếc áo phông, áo thun.
với thiết kế là lấy cảm hứng từ những cây trái đến từ vùng biển Ninh Thuận này, đó là cây thanh trái thanh long này, và đặc biệt là với sợi vải này là 100% cốt tông, cực kỳ thoáng mát, các bé có thể chạy nhảy chơi rất là thoải mái. Đây, người thấy không? Với một kỹ thuật nữa gọi là kỹ thuật in ấn mang tên là pop art. Cũng như là cái thiết kế này khiến chúng ta cảm giác như là, mọi người thấy không? Cảm giác như cái màu nổi hẳn lên này, cảm giác là trẻ em sẽ cảm thấy thích hơn, bắt mắt hơn, vì trẻ em bao giờ cũng thích màu sắc của mọi người, đúng không nào? Cảm giác cái sự tươi trẻ. Đó. Ngoài ra chúng ta còn có màu hồng phấn rất là xinh. Và màu hồng phấn Mỹ Linh nghĩ rằng là các bé gái thích hơn này. Đây, các mẹ có thể xem qua những cái thiết kế này rất là xinh xắn. Đặc biệt là cái chất liệu này, mọi người thấy không? Vô cùng là co giãn này, cũng như là mềm mại này, rất là thích hợp với làn da của em bé. Đó, nếu mùng 1 tháng 6 mà mẹ nào mà muốn dẫn con đi chơi này, đi hiệu sách này, đi trong thành phố này, mình hoàn toàn có thể mua sắm một cái chiếc áo thun như thế này, váy thun như thế này, có cái diềm bèo rồi rất là xinh. Mình có thể là đi với giày búp bê, là giày thể thao thì được. Wow, còn một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm cũng dành cho gia đình mọi người ạ. Đó là bộ sưu tập Cotton Candy. Đây là kẹo bông. Sản phẩm kẹo bông này cũng là được gọi là chứng minh cho tình yêu của ba và mẹ. Đây mọi người ơi, ở áo của mẹ thì là candy, áo của ba thì là cotton. Đó, cái cách in ấn này và cái cách chơi chữ này cũng là để thể hiện là tình yêu của gia đình, như là ba với mẹ kết hợp sẽ tạo ra đây, cotton candy, cũng có nghĩa là kẹo bông, thành viên ngọt ngào xinh xắn nhất trong gia đình. Ngoài màu trắng rất là dễ kết hợp ra, đây mọi người thấy không, màu trắng này kết hợp với cả váy jean hay quần sóc rất là đẹp, thì mình còn có màu hồng này nữa. Đây, màu hồng này thì Mỹ Linh nghĩ là thích hợp cho những cái dịp du lịch hoặc là nghỉ ngơi của gia đình, mọi người thấy không? Đó, mình cần làm một chiếc áo dành cho mẹ, chiếc áo dành cho kid là hoàn toàn có biết đây là một gia đình rồi, đúng không nào? Nhưng mà nếu mà bạn nào thích hơn thì mình có thể mua hẳn 4 sản phẩm cho ba, cho mẹ và cho hai bé, đúng không? Và sản phẩm này của chúng ta có rất là nhiều size đa dạng người nhé, S, M, L đều có hết, đầy đủ cho mọi thành viên trong gia đình cũng như là mọi kích cỡ hay là cân nặng. Tiếp theo đó là chiếc áo bomber. À, như hai livestream trước thì Mỹ Linh có giới thiệu với mọi người về chiếc áo chống nắng này, là mình có thể là mặc đi xa, mặc đi ngoài phố, hoặc là chiếc áo nỉ là mình có thể mặc buổi tối để chống lạnh. Thì hôm nay đây, Mỹ Linh sẽ giới thiệu tới mọi người, đó là chiếc áo chất liệu kaki. Vô cùng dày dặn và chắc chắn, chất liệu rất là dày dặn luôn. Mình có thể vừa chống nắng, với chỗ này kín cổ mọi người ạ. Đấy, kín cổ này. Nếu mà bạn nào mặc hay đội nón bảo hiểm mà nón bảo hiểm kín kính này này, để đi xa đi phượt ấy, đó thì các bạn đội mũ các bạn hay bị vướng đúng không? Với cái chiếc cổ như này thì không hề bị vướng ở đằng trên mà vẫn có thể kín cổ của chúng ta, khiến chúng ta là chống gió này, không bị lạnh này, mà vẫn có thể là chống nắng được luôn. Và ngoài ra để xem chiếc áo này có thiết kế gì đặc biệt. À đây mọi người ơi, bên trong nhá, áo này rất là nhiều túi luôn. Với những bạn nào mà mình ngại đeo túi khoác trong người ấy, thì mình rất là thích cái áo này. Vì là mình ngoài ra có áo để đút tay bên ngoài này, mình còn có cái túi bên trong này. Đó, túi bên trong đựng đồ rất là thích. Và một cái túi nữa là túi có khóa kéo mọi người ạ. Rất là xinh xắn và có đa dạng màu sắc cho chúng ta lựa chọn. Đây, màu xanh rêu này thì là Mỹ Linh nghĩ là màu trung tính nhất. Nam hay nữ mặc là rất là trẻ trung và làm tôn cái nước da của chúng ta lên. Còn màu be này thì cảm giác trông nam tính hơn, trầm hơn một chút. Còn màu đen thì thôi khỏi phải bàn rồi, màu đen thì ai mặc được hết. Bất kỳ độ tuổi nào cũng không hề kén. Mọi độ tuổi và mọi nước da đều không hề kén màu đen mọi người không? Mọi người thấy không nào? Đó. Còn cái logo của Couple Date rất là nhỏ nhắn xinh xắn ở đằng sau này thôi. Màu thì trơn ở đằng trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn, xem ai sẽ là người nhận được một trong số những sản phẩm đến từ set trái cây này mọi người nhá. Rất là xinh xắn đây. Chất liệu này bay này, mềm mịn này. Nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra khách hàng may mắn. À để xem các bạn của chúng ta ngày hôm nay online rất là nhiều rồi, xem các bạn có thắc mắc gì không nhá. Linh sẽ xem nào. Các bạn ơi, các bạn nếu mà các bạn tag tên bạn bè thì mình cứ tag đủ 5 người vào nhá, để lát nữa còn chơi mini game cùng với Mỹ Linh. Có nhiều bạn đang online rồi. Bạn Giang Võ ơi, chuẩn bị quay số đây, bạn đợi đi còn 3 giây nữa thôi là mình sẽ quay số này. Bạn Lê Vi ơi, chúng mình chuẩn bị quay số đây, bạn hãy sẵn sàng và tag bạn bè của mình vào nhá. Cùng share, like và tag để cho các bạn bè của mình đều biết nào.
Có bạn sô-cô-la trắng hỏi là chị ơi, nếu mua hàng online thì có được nhận mã trúng thưởng hay không? Thì mình sẽ để xem nào. Ngoài bạn ra thì mình nhớ lúc nãy có rất là nhiều bạn cũng hỏi câu hỏi này. Mình xin được trả lời cho tất cả các bạn đã comment hỏi là mình mua hàng online hay mua hàng tại bất kỳ cửa hàng nào Coupotic đều nhận được mã dự thưởng mọi người nhá. Yên tâm đi, mình mua theo phương thức nào mình cũng sẽ nhận được mã dự thưởng hết. Rồi, bạn Trần Quốc Thành ơi, 2 giây nữa là được quay rồi. Nào, bây giờ Mỹ Linh sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, các bạn hóng lắm rồi đây này. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đến với khách hàng may mắn đầu tiên nhận được một trong số những sản phẩm mang màu sắc nhiệt đới này. 3, 2, 1, quay số. Vòng quay của chúng ta đang quay vội vã như cơn mưa ngoài kia, và để tìm ra xem là bạn khách hàng nào đang ngồi bên máy tính hoặc đang ngồi bên điện thoại và chăm chú và mong ngóng đợi đến lượt tên của mình. Wow! Hôm nay thì khách hàng may mắn đầu tiên của chúng ta lại là một khách hàng nam mọi người ạ, khác hẳn với cả 4 livestream trước mọi người ơi. Xin được chúc mừng bạn Lê Minh Trung với mã dự thưởng là 722912 và 4 số cuối số điện thoại là 5401. Xin được chúc mừng bạn Lê Minh Trung. Wow, bạn Sally Phạm ơi, mình cũng hồi hộp như bạn đấy. Bạn Trung ơi, nếu mà bạn chưa online thì bạn khi mà bạn lên xem livestream này thì bạn có thể là comment vào số điện thoại hoặc như là cách thức để các bạn Coupotic có thể liên hệ với bạn và trao quà cho bạn nhé. Còn các bạn nào mà có bạn của mình tên là Trung hoặc là trùng tên hoặc là cảm giác là ô biết đâu đây là người thân của mình thì các bạn cứ tag vào và chia sẻ để chúc mừng các bạn Trung nhé. Và bây giờ thì trong lúc đợi bạn Trung online thì mình sẽ cùng đến với mini game. Vừa nãy thì có nhiều bạn hỏi là mini game đây là gì, và hôm qua thì mình chưa được chơi, hôm nay mình có được chơi không? Thì mình xin được trả lời tất cả các bạn like, share cũng như là tag tên bạn bè của mình vào thì đều được chơi mini game hết mọi người nhá. Mọi người ai đang ngồi xem livestream này cùng với Mỹ Linh thì đều có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300.000 đồng này. Mọi người nhá, mọi người nhớ thể lệ chơi mini game chưa ạ? Like này, share dưới dạng công khai. Sau đó thì tag tên 5 người bạn thân của mình, rồi cùng MC trả lời đúng câu hỏi này thì voucher trị giá 300.000 đồng này sẽ mang về nhà và không mất đồng nào cả bạn nhá. Bây giờ chỉ quan trọng xem là ai là người nhanh tay, lẹ mắt nhất. Và nếu mà chúng ta thắc mắc rằng là bao giờ thì mình mới biết được mình là người chiến thắng thì vào 12 giờ trưa ngày mai, kết quả sẽ có trên fanpage của Coupotic mọi người nhé. Và trước khi mà mình đặt câu hỏi đầu tiên thì mình sẽ xem là các bạn có thắc mắc gì nữa không này. Bạn Hoa Hà ơi, bạn tag bạn bè của mình thì tag hẳn 5 người vào luôn này để coi như là mình đủ điều kiện để mình chơi mini game cùng. Mình thấy có nhiều bạn tag một người bạn lắm, phí lắm, các bạn cứ tag hẳn 5 người vào đi, các bạn cũng biết. Kiều Anh ơi, cảm ơn Kiều Anh nhá, cái bộ đồ hôm nay mình bận là cũng nằm trong bộ sưu tập Take My Hand của Coupotic đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên mọi người nhá. Câu hỏi đầu tiên đây. Logo của Coupotic có màu gì? A. Hồng magenta, B. Xanh lá và C. là màu đỏ. Wow, phải che lại, không cho mọi người nhìn thấy. Mỹ Linh nghĩ là bây giờ chỉ quan trọng là ai là người nhanh tay và làm đúng các cú pháp, các thao tác đó là like, share và comment tag tên 5 người bạn của chúng ta vào thôi. Chứ Mỹ Linh nghĩ rằng tất cả các bạn chúng ta hôm nay đều trả lời đúng hết rồi, vì câu hỏi này quá là đơn giản phải không nào? Đây, có nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Các bạn ơi, các bạn tác nhiệt tình lên nào. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn Thùy Trần ơi, hôm 27 trả lời đúng nhất mà chưa có gì thì 28, 29, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 mình còn rất là nhiều ngày. Bạn Thùy Trần cứ tác bạn bè và làm đúng cú pháp đi, rồi may mắn sẽ đến với chúng ta thôi nhá, yên tâm đi. Bạn Julie Đinh ơi, bạn trả lời đúng rồi đấy, nhưng mà chúng ta phải tác tên bạn bè của chúng ta vào. Mỹ Linh đã thấy có rất là nhiều bạn trả lời đúng rồi, nhưng mà nhớ là phải tag tên và share mọi người nhé. Mọi người share ở chế độ công khai này, rồi cái voucher trị giá 300.000 đồng này để thuộc về chúng ta. Wow, có nhiều đáp án đúng quá. Bây giờ thì Mỹ Linh sẽ trả lời luôn mọi người nhé, vì đáp án này có vẻ đơn giản nên mọi người trả lời rất là nhiều rồi. Xin được trả lời đáp án của chúng ta, đó là đáp án hồng magenta, cũng là màu trong logo của Coupotic. Xin để chúc mừng cho khách hàng chuẩn bị nhận được phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng với màu hồng rất là xinh xắn đây. Rồi,
Bây giờ thì trong lúc mà đợi mọi người tag hay là share thì chúng mình sẽ cùng đến với sản phẩm trao tặng cho khách hàng may mắn tiếp theo. Những khách hàng đã mua hàng tại Coupotech rồi và có mã dự thưởng rồi sẽ chuẩn bị quay số may mắn mọi người nhá. Mọi người nhớ nhá, đây là sản phẩm dành tặng cho những bạn quay số may mắn. Đó là set gia đình màu cam đây. Set gia đình miền nhiệt đới. Nhìn là thấy đúng là từ nước nhiệt đới bước ra mọi người. Nó cái màu này nhìn rất là thích mắt này. Và màu này là rất là bắt sáng. Nếu như mà chúng ta có ý định mà mua những cái set đồ cho gia đình mà thật là nổi bật ở trên bãi biển hay các khu du lịch này, thì mình nghĩ rằng là những cái tông màu ấm như là màu đỏ, màu cam, đây, màu cam thế này này, rất là bắt mắt và bắt ánh sáng, cũng như là khiến cho chúng ta nổi bật hơn như khung hình. Đây, bạn nào mà có em bé gái này, là sản phẩm dành cho bé trai này. Đó, còn đây là sản phẩm dành cho ba. Còn đây là sản phẩm dành cho mẹ. Rồi, khoe sản phẩm thấy đủ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng quay may mắn thôi. Xem những khách hàng đã mua hàng tại Coupotech rồi và có mã dự thưởng rồi thì ai là người may mắn nhất trong ngày hôm nay. Wow, có nhiều bạn đã tag bạn bè mình lắm rồi. Bây giờ các bạn sẽ tập trung cùng Mỹ Linh để quay số may mắn nhá. Các bạn ơi, tập trung vào đây nào. Mình tag xong rồi, mình tập trung vào đây nào. 1, 2, 3, quay. Rồi, xem ai sẽ là người may mắn nhận được một trong số những set quà tặng này, một trong số những sản phẩm đến từ set quà tặng trong bộ sưu tập Take My Hand. Chúng ta không chỉ nắm lấy tay nhau mà còn là cả gia đình cùng nắm tay nhau đi chơi mà mọi người. Chứ những sản phẩm dành cho gia đình là những sản phẩm không thể thiếu được trong mùa du lịch này. Vâng, Mỹ Linh đã tìm ra được người may mắn tiếp theo mọi người ơi. Xin được chúc mừng bạn Tạ Bửu Hoàng Anh với mã dự thưởng là 713387 và 4 số cuối số điện thoại là 5590. Xin được chúc mừng bạn Hoàng Anh. Và bạn Hoàng Anh ơi, nếu như bạn đã online thì bạn hãy làm cách nào để cho mọi người nhận ra bạn ở trên comment nhé. Bạn hãy tự tag tên mình này, hoặc ghi số điện thoại này, hoặc ghi email này, bằng cách nào đó mà các bạn nhân viên của Coupotech ngay lập tức sẽ liên hệ với bạn và tìm ra bạn xem bạn có đúng là chủ nhân của những phần quà may mắn này không nhá. Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh online chưa? Và nếu như bạn bè của Hoàng Anh có thấy, có nhận ra bạn, xem nào, bạn Tạ Bửu Hoàng Anh, một cái tên khá đặc biệt nên Mỹ Linh nghĩ rằng là cũng không có nhiều bạn mang tên này đâu, cho nên là chắc là chúng ta sẽ nhận ra người thân, người quen của chúng ta và tác vào, phải không nào? Còn bây giờ trong lúc đợi bạn Hoàng Anh online thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo trong mini game. Các bạn ơi, like và share nhiều vào nhớ, xong rồi tag tên vào. Tại vì câu hỏi tiếp theo này cũng rất là dễ thôi, cơ hội chúng ta trở thành người chiến thắng rất là gần luôn. Câu hỏi số 2, đó là động vật nào lớn nhất trái đất hiện nay? A, voi. B, cá voi xanh. Và C là khủng long. Mọi người ơi, lớn nhất trên trái đất hiện nay nhá. Mọi người nhớ đấy nhá. Trả lời hãy chính xác vào. Vì câu hỏi của chúng ta vô cùng đơn giản thôi. Hãy trở thành người chủ nhân may mắn và nhận được chiếc voucher này. À, có rất là nhiều bạn. Có rất là nhiều bạn đã comment đây. Cảm ơn Lê Phương Anh nhá. Hôm nay Mỹ Linh thấy tất cả các màu sắc trong bộ sưu tập của chúng ta đều rất là xinh xắn. Còn chiếc áo Mỹ Linh thì mình thấy là đẹp nhất rồi, xinh nhất, màu xinh nhất rồi. Đây, wow, các bạn trả lời rất là nhanh. Các bạn ơi, ngoài việc mình trả lời ra thì các bạn tag tên bạn bè như share vào nhé, đừng bỏ lỡ. Không có nhiều bạn thấy câu trả lời dễ quá thì là mình comment luôn, xong mình quên không like, không share. Rồi, có nhiều bạn đã trả lời đúng lắm rồi. Trên Mỹ Linh sẽ mang đến đáp án chính xác cho các bạn luôn. Vâng, đó chính là cá voi xanh mọi người ơi. Nghe đến cá voi là thấy bự ở đúng không nào? Nghe đến khủng long là thấy lớn hơn. Thế nhưng mà đây là một loài động vật lớn nhất thế giới hiện nay mọi người nhé. Có bạn nào mà trả lời là khủng long thì các bạn bị nhầm rồi. Hiện nay thôi. Thì đó chính là đáp án B, cá voi xanh. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng like, share và tag bạn bè của mình vào để xem. Vào 12 giờ ngày mai trên fanpage của Coupotech, ai là khách hàng may mắn? Rồi bây giờ thì các bạn của chúng ta, ôi các bạn vẫn trả lời liên tục nhiều quá, cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những khách hàng đã mua hàng tại Coupotech rồi để xem là các bạn tò mò xem là mình sẽ nhận được cái sản phẩm gì tiếp theo đây. Ở trong vòng quay số 3 của chúng ta lại là một set đồ mang tên gia đình. Đây, chúng ta sẽ nhận được một trong số những chiếc áo này. Chiếc áo cotton màu trắng rất là xinh xắn. Đây là áo của ba mọi người ạ. Đây, còn áo candy là áo của mẹ. Rất là ngọt ngào.
Và Mỹ Linh nghĩ là thực ra gọi là áo của mẹ thì cũng không chính xác lắm đâu. Vì Mỹ Linh thấy mặc cũng được. Mà em gái Mỹ Linh là tầm 13-14 tuổi cũng sẽ rất là thích cái mẫu này. Mẫu này của mình thì là muốn hướng tới là đối tượng là các gia đình trẻ trung. Cho nên là ngoài ra thì những bạn nào mà có người thân trong gia đình ở cỡ tuổi xem nhau ở dưới 20 tuổi thì tất cả các sản phẩm này đều vừa hết luôn và thích hợp luôn mọi người ạ. Đây. Còn đây là sản phẩm dành cho kid, dành riêng cho mùng 1 tháng 6 đấy mọi người nhá, rất là xinh xắn này. Có cả màu hồng nữa. Đó. Bây giờ thì ai sẽ là khách hàng may mắn tiếp theo nhận được một trong số những chiếc áo thun này? Mọi người nhớ nhớ áo thun này mình hoàn toàn có thể được lựa chọn. Mình là khách hàng nam, mình có thể chọn áo nam hoặc mình chọn một chiếc áo nữ để dành tặng cho bạn gái của mình này. Hay là mình mua chiếc áo, mình lấy cái chiếc áo nhỏ về để cho bé nhà mình nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng quay may mắn. Rồi các bạn vẫn đang tác rất là nhiệt tình các bạn ơi. Mình cứ tác nhiệt tình vào nhá. Bạn Sơn Hoàng Phạm ơi, mỗi lần mình tác 5 người liền luôn nhá. Mình thấy bạn tác rất là nhiều rồi, rất là nhiệt tình rồi nhưng mà vẫn chưa đúng cái cú pháp mà chương trình thể lệ, chương trình đưa ra. Bạn tác liền lúc 5 người bạn vào. Chào Ngọc Ánh ơi, mọi người đang chơi game dự thưởng may mắn đây. Ngọc Ánh sẽ cùng theo dõi mọi người trong cái vòng quay may mắn này trước nhá. Rồi hãy nán lại và cùng chơi mini game, không mất công gì, không mất đồng nào mà vẫn hoàn toàn là cơ hội nhận được voucher 300k của Couple Tech nhá. À, Ngọc Ánh vẫn hỏi, thế nên mình sẽ trả lời cho Ngọc Ánh kỹ hơn. Đó là nhân dịp kỷ niệm 10 năm này, Couple Tech có một chuỗi sự kiện mang lại những món quà may mắn cho mọi người. Những sản phẩm Mỹ Linh vừa giới thiệu bên tay trái đây là những sản phẩm áo thun này đến trong bộ sưu tập Take My Hand vào ngày 15 tháng 5 vừa rồi. Nhưng ngoài ra, vào ngày 27 vừa rồi, chị Ngân Hà đã trúng một chiếc điện thoại Samsung Galaxy. Và ngày 30, ngày mai, thì trong vòng quay may mắn sẽ có một bạn tiếp tục được trúng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e. Đó. Và các bạn đừng quên ngày 3 tháng 6 sẽ được trao món quà lớn nhất. Đó là chiếc iPhone XS Max mọi người nhá. Đó, chúng ta không thể nào bỏ lỡ đâu. Ngày 30 cũng như là ngày 3 tháng 6. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn ngày hôm nay. Xem ai là chủ nhân của chiếc áo thun đến từ set đồ Cotton Candy. 3, 2, 1, quay số. Rồi. Để xem nào. Quỳnh ơi, mình xin được phổ biến lại luật chơi nhé. Là trong vòng quay may mắn Mỹ Linh vừa quay là những bạn khách hàng nào mà đã mua hàng tại Couple Tech với những đơn hàng trị giá 300.000 nhận được một mã dự thưởng. Đó, với một mã đó chúng ta sẽ chơi cái vòng quay may mắn này. Nhưng mà nếu mà mình mua càng nhiều này, 300 tương ứng với 1 mã, 600, 2 mã, 900, 3 mã, cứ thế mình nhân lên nhé. Và livestream của Couple Tech sẽ có những vòng quay may mắn này trong suốt chuỗi ngày từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Cho nên là hôm nay mà bạn chưa mua được và chưa có mã thì bạn cứ mua đi. Hôm nay này, ngày mai này, liên tục cứ mua là ngay lập tức mã sẽ về máy tính của chương trình. Và sau đó thì sẽ quay ở trong này và tìm ra người may mắn nhất. Và Mỹ Linh xin được nhắc lại một lần nữa là chúng ta có hai giải thưởng cực lớn. Đó là chiếc Samsung S10e sẽ được trao vào ngày 30 tháng 5 và chiếc iPhone XS Max sẽ được trao vào ngày 3 tháng 6 nhé. Mọi người đừng bỏ lỡ. Đó. Còn nếu như mà chúng ta chưa kịp mua hàng thì ngay trong livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300.000 này khi chơi mini game cùng với MC. Rồi, bây giờ thì không để mọi người phải chờ nữa. Xin được chúc mừng bạn Đặng Thị Thanh Vân với mã dự thưởng là 724611 cùng 4 số cuối số điện thoại là 5572. Vâng, xin được chúc mừng bạn Đặng Thị Thanh Vân. Thanh Vân có online không? Nào để xem Thanh Vân online không nào. Đặng Linh ơi, xin chào Đặng Linh. Mình vừa mới công bố số của bạn Thanh Vân với mã dự thưởng là 724611. Đặng Linh có quen Thanh Vân thì tát Thanh Vân vào nhá. Rồi. Cảm ơn Ngọc Ánh nhá. Sau thời trang vừa rồi mình cũng rất là ưng ý những sản phẩm này đây. Rồi. Đặng Linh ơi, trong cái vòng quay này thì mình đã công bố rồi và đợi một lát nữa thôi sẽ mình còn công bố thêm một vòng nữa nhé. Bạn cứ đợi đi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đến với cả mini game. Đây, mini game của chúng ta đây. Ai sẽ là người like và share và tag 5 người bạn của mình nhiều nhất và nhận được voucher trị giá 300.000 đồng này. Người cùng đón chờ nhé. Câu số 3 của chúng ta đó là trong một tam giác có tổng 2 góc bằng góc còn lại thì là tam giác gì? A. Tam giác đều, B. Tam giác thường và C là tam giác vuông. Vâng, đây là một câu hỏi dành cho những bạn rất là giỏi về toán học đây này.
Mỹ Linh nghĩ rằng với câu hỏi này thì bất kỳ độ tuổi nào đã từng học toán của chúng ta đều biết đúng không nào? Câu hỏi rất là đơn giản. Mọi người nhớ nhá, like này, share và tag 5 người bạn, đủ 5 người. Đó, sau đó thì mới xem mình có trả lời đúng hay không. Và vào 12 giờ trưa ngày mai chúng ta sẽ tìm ra được người may mắn nhận được voucher trị giá 300.000 đồng này. Chúng ta sẽ cùng xem comment các bạn. Wow, các bạn trả lời rất là chính xác rồi đấy. Đúng rồi, Lan Lê ơi, trưa mai 12 giờ coi kết quả sẽ được công bố trên fanpage của Couple Tech nhé. Lan Lê và bạn bè của mình nhớ xem nhé. À, Đặng Linh ơi, Đặng Linh hãy chơi mini game cùng với cả MC này, hoặc là xem cái vòng quay may mắn này khi mà Đặng Linh đã mua hàng tại Couple Tech và có mã dự thưởng rồi, Đặng Linh nhá. Bạn cứ kiên nhẫn xem thêm một chút nữa đi và chơi game cùng mọi người. Rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi. Vâng, vì câu hỏi này chúng ta rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì quan trọng là bạn nào like, share và tag bạn bè đủ 5 người. Mỹ Linh xin được trả lời đáp án của câu số 3. Trong một tam giác có tổng hai góc bằng góc còn lại là tam giác gì? Vâng, xin được trả lời là đáp án C, tam giác vuông mọi người nhá. Tam giác vuông đấy. Rồi, có nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Rồi. À, cảm ơn Hoàng Nam. Hoàng Nam có áo giống của Mỹ Linh ở đây. Áo này cũng mua ở Couple Tech đúng không? Rất là xinh xắn và thoải mái không nào? Mình mặc đi làm đi chơi đều được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà tiếp theo cho những khách hàng may mắn đã có mã dự thưởng rồi mọi người nhớ nhé. Đã có mã dự thưởng rồi và quay số may mắn thì mình mới nhận được cái phần quà này. Nha. Trong cái sản phẩm tiếp theo này là sản phẩm dành riêng cho chương trình ra mắt bộ sưu tập sách My Hand, cũng như là để tri ân cho tất cả những khách hàng của chúng ta, những khách hàng đã luôn luôn ủng hộ và mua sắm tại Couple Tech. Và ngày hôm nay thì Couple Tech đã có một cái món quà dành cho những thành viên nhí trong gia đình chúng ta mọi người ạ. Đây, chiếc áo thun rất là xinh xắn và cái chất liệu khác biệt hẳn luôn mọi người ạ. Cái chất liệu này thì khi mà mình giặt trong máy giặt ấy rất là khó bị sù lông. Đây, vì cái sợi vải của nó nằm ngang thế này, rất là khó bị sù lông. Và thiết kế là pop art, màu sắc rất là thoải mái và có cảm giác hơi giống cái màu bạn nào mà thích graffiti ấy, các bạn rất là thích cái phong cách này. Màu sắc này trông thoải mái và tự nhiên, người thấy không? Màu giống như màu vẩy sơn, rất là thoải mái. Ngoài ra thì các bé gái còn có màu cam rất là xinh xắn này, đây, người thấy không? Có cái viền bèo như thế này, xinh không này? Đó. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ xem ai là người trúng số trong vòng quay may mắn này và mang cái món quà này về dành tặng cho những thành viên trong gia đình chúng ta nhé. Thành viên nhí này, hoặc có thể trở thành một món quà mà món quà sinh nhật này, hay là món quà mùng 1 tháng 6 cho con em bạn bè của chúng ta. Để xem nào. Chào Trịnh Cao. Trịnh Cao ơi, mình thấy Trịnh Cao đã xem livestream của chúng mình ngay từ những lúc đầu tiên và băn khoăn là không biết có trúng thật không hay là ăn gian, thì hãy cùng với Mỹ Linh nhìn vào cái màn hình này. Ăn gian làm sao được khi mà Mỹ Linh không đụng vào một chút nào, không dùng tay quay hay là gì, mà đây là hoàn toàn là bằng số liệu mọi người nhá. Đấy là lý do tại sao mà Couple Tech không dùng những cái vòng quay cổ điển như ngày xưa mọi người ạ. Cái vòng quay mình cứ xoay xoay này, xong nhặt số, những may Mỹ Linh đọc bừa một số là sao, không thể chính xác được. Tại vì cái vòng quay này là Mỹ Linh không động tay vào, không có tham gia gì cả, mình chỉ ấn để cho bắt đầu thôi. Còn tất cả các mã dự thưởng của chúng ta thì sẽ vèo 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 quay quay và tìm ra người may mắn nhất. Thế bạn yên tâm nhá. À, đợi một chút. Chào Ngọc Ánh. Ngọc Ánh ơi, Ngọc Ánh hỏi là mini game mình trả lời đáp án, tag và share rồi thì làm thế nào biết kết quả? Thì mình xin được trả lời là kết quả sẽ được đăng lên fanpage Couple Tech vào 12 giờ trưa ngày mai Ngọc Ánh nhá. Bạn hãy canh giờ để tìm ra xem liệu mình có phải người may mắn không. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng với Mỹ Linh đến vòng quay này. 1, 2, 3. Quay số, mọi người thấy không? Cái quay số này rất là tự nhiên và quay số bằng máy tính. Mình không hề can thiệp gì ở ngoài, đúng không nào? Đó, cho nên là mình chỉ quay số và đọc số lên thôi. Vô cùng là công bằng dành cho tất cả các bạn. Và mọi người nhớ nhớ làm thế nào để mình có cái mã dự thưởng này. Mình mua hàng thì Couple Tech với mỗi đơn hàng thì giá 300 ngàn nhận được một mã. Và 600 ngàn nhận được hai mã. Mua càng nhiều càng nhận được nhiều mã và cơ hội mình trúng được giải thưởng lại càng lớn hơn. Giống như là chị Ngân Hà của chúng ta ngày hôm qua đã trúng được hẳn một chiếc điện thoại Samsung Galaxy cơ. Và khi mà chị đến đây chị nói là chị là khách hàng VIP 3 mọi người ạ. Chị bảo chị đã mua rất là nhiều sản phẩm ở đây rồi và chị không bỏ lỡ bất kỳ một livestream nào đến từ Couple Tech hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sướng tên người may mắn giành được chiếc áo thun trong bộ siêu tập Check My Hand này. Vâng, xin được chúc mừng bạn J
Trần Hoàng Sơn. Wow, một khách hàng nam mọi người ơi. Thế là các anh thanh niên nào của chúng ta là không còn ghen tị với chị em phụ nữ nữa rồi nhá. Hẳn là hôm trước khi mà Mỹ Linh nói rằng là có nhiều khách hàng nữ trúng quá thì các bạn nam của chúng ta bắt đầu sốt ruột, bắt đầu chạy ra ngoài mua phải nhiều hơn không nào. Bây giờ thì xin được gọi tên anh Trần Hoàng Sơn với mã dự thưởng là 719965 cùng 4 số cuối số điện thoại là 8857. Anh Sơn có online không ạ? Có nhiều bạn online lắm rồi đây nhưng mà mình vẫn chưa thấy bạn Sơn. Bạn Ngọc Ánh hỏi một chút là mua 2 triệu rồi mà không có mã. Thì Ngọc Ánh ơi, mình hãy vào coupletx.com và sau đó sẽ có một cái ô màu trắng để mình đánh số điện thoại của mình vào. Chỉ cần đánh số điện thoại vào thì ngay lập tức sẽ ra tất cả các mã dự thưởng của bạn nhé. Bạn mua 2 triệu để xem, là tức là ứng với cả 7 số, 7 mã luôn. Rất là nhiều đấy, đừng bỏ lỡ nhá. Biết đâu lại bạn lại là trở thành một trong số những chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung SME và iPhone XS Max thì sao? Nhớ hãy tìm ra mã của mình nhé, đừng bỏ lỡ. Rồi. Bạn Nguyễn Quang Trình, bạn hỏi là mình tag trước rồi comment đáp án trong comment sau hay đáp án rồi tag luôn trong một comment. Thì mình trả lời là bạn cứ vừa like vừa share vừa tag bất kỳ lúc nào cũng được. Còn hãy nhanh tay khi mà Mỹ Linh trả lời, Mỹ Linh hỏi, đặt câu hỏi thì bạn trả lời luôn lúc đó. Cho nên là các bạn cứ vừa like vừa share và tag ngay trước khi mà MC đọc câu hỏi đi mọi người nhé. Liên tục vào. Thì bạn nào mà có độ tương tác càng nhiều với livestream thì cơ hội của các bạn sẽ càng lớn. Bạn Giang Võ hỏi là cái này mình nhận voucher ở đâu? Thì bây giờ thì xin được trả lời là vào 12 giờ ngày mai sẽ công bố ra khách hàng may mắn nhất nhận được cái voucher trị giá 300.000 đồng này. Và sau đó thì CoupleTech sẽ liên hệ với các bạn thông qua những comment các bạn đã nói ở dưới nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi trong mini game tiếp theo. Mọi người tập trung vào đây nào, chơi mini game nào. Những khách hàng nào mà chưa mua hàng tại CoupleTech thì hoàn toàn có cơ hội trúng voucher trị giá 300.000 đồng này cùng với mini game của Mỹ Linh mọi người nhá. Đây đây, xem nào, câu hỏi số 4 của chúng ta này. Vậy là mình chỉ có một câu hỏi thôi đấy. Câu hỏi số 4 là gần đến hết rồi này. Dự án hợp tác giữa CoupleTech và các nghệ sĩ mang hồn Việt vào trong thiết kế có tên là gì? A. Thi Art, B. Em Art và C là X Art. Wow. Bạn nào mà quan tâm đến nghệ thuật cũng như là vẽ tranh mà mang cái âm hưởng văn hóa dân gian thì chắc là đều biết đấy. Mình nghĩ là như vậy. Rồi để coi nào, xem các bạn đã trả lời chưa. Wow, có nhiều bạn. Có nhiều bạn đã trả lời lắm lắm rồi đây. Rồi. Bạn Duyên Thanh ơi, mã quay hôm nay hôm sau còn cơ hội không? Đương nhiên là còn bạn ạ. Vì chương trình của chúng mình chạy suốt từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 cơ nhá. Cứ thoải mái đi bạn ơi. Bạn đừng bỏ lỡ bất kỳ livestream nào của CoupleTech nhé. Và mình được xin trả lời là mình không dám nói quá nhanh, quá nhiều. Tại vì là có nhiều bạn đang vừa mới vào xem thôi. Và các bạn cứ hỏi đi hỏi lại nên mình sẽ từ tốn và mình giải thích các bạn luật chơi. Để cho tất cả khách hàng của chúng ta đều có cơ hội nhận được. Mọi người nhớ nhá. Wow, các bạn trả lời rất là nhiều bạn trả lời đúng rồi mọi người ơi. Vâng, và dự án hợp tác giữa CoupleTech cùng các nghệ sĩ mang hồn Việt vào trong thiết kế có tên là Thi Art mọi người ơi. Vâng, đáp án A nhá. Và bạn nào mà đã trả lời đúng rồi thì hãy ngồi yên ở livestream này để Mỹ Linh giới thiệu này. Đây 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 đây. Đây, Thi Art của chúng ta mọi người thấy không? Đó. Và đằng sau này còn có chữ Truly Việt Nam. Đấy, nguyên bản Việt Nam luôn nhá, mang tất cả là tâm hồn Việt này và mang cái tất cả những cái gọi là cái mọi người thấy không này, cái họa tiết này, họa tiết dân gian. Đây là rồng mền, rồng người thời Lý mọi người nhớ. Mọi người thấy không nào, bạn nào mà học giỏi lịch sử là thích cái này lắm đây này. Rồng thời Lý cũng là đánh dấu là cái quãng thời gian mà phồn vinh nhất của đất nước chúng ta. Đây, có chiếc áo xinh xắn nằm ở bên trong mọi người ạ. Mọi người thấy không? Áo chất liệu cô tông rất là mềm. Còn Mỹ Linh thì mình đang rất là thích cái vỏ hộp này mọi người ơi. Đó, mang âm hưởng tâm hồn, văn hóa này, dân tộc này. Và ngoài ra thì lại là một chiếc áo thun mọi người thấy không? Trông rất là năng động này, mình mang đi đâu mặc cũng được. Và Mỹ Linh nghĩ rằng là khách hàng nào của chúng ta mà muốn mua quà tặng cho bạn bè ở các quốc gia khác này, hoặc là các khách du lịch, các bạn mà hướng dẫn viên du lịch này, đưa khách du lịch đến đây thì đến Việt Nam, chắc chắn là nên tậu một chiếc áo này. Khi mình mặc lên người thì hẳn là các khách hàng cũng như là các khách du lịch của chúng ta, của các bạn thì đều ngạc nhiên là ô, tại sao chiếc áo thun mà phong cách trẻ trung năng động như vậy mà lại có một cái họa tiết rất là truyền thống như thế này. Thì khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể giải thích rằng chiếc áo này
được sản xuất bởi Couple TX và được thiết kế bởi Tiat, người thấy không? Và đặc biệt hơn nữa là chiếc áo này chưa hề được bày bán tại bất kỳ cơ sở nào Couple TX, nhưng sẽ được giới thiệu và dành tặng cho bạn khách hàng may mắn trong buổi livestream ngày mai, mọi người nhớ, mọi người nhớ nhá. Sẽ dành tặng cho bạn khách hàng nào may mắn nhất trong buổi livestream ngày mai một sản phẩm chưa hề được bày bán tại thị trường. Người thấy không nào? Nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Ngày mai là ngày 30 tháng 5. Thứ nhất là chiếc áo chưa bao giờ được bày bán trên thị trường, rất là đặc biệt này. Và thứ hai nữa là chiếc điện thoại Samsung S10e sẽ được dành cho khách hàng quay số may mắn dự thưởng trên màn hình phía bên phải Mỹ Linh đây. Đây, giơ lại cho mọi người xem nhá. Trong livestream ngày mai chúng ta sẽ có hai khách hàng vô cùng may mắn. Và biết đâu lại là cùng là một người thì sao? Đây, chiếc điện thoại đây. Và chiếc áo chưa hề được bày bán. Đó. Rồi, sau khi mà giới thiệu về chiếc áo Tiat này, mọi người ơi, đây là một sản phẩm may mặc an toàn mọi người ạ. Vừa thân thiện với môi trường mà vừa không có những cái phẩm màu mà khiến cho dính vào da của chúng ta và hại da của chúng ta. Mỹ Linh nghĩ rằng là tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta đều thích hợp với chất liệu này. Nào, bây giờ chị xem là các khách hàng của chúng ta còn thắc mắc gì nữa không? Các bạn không thắc mắc gì nữa rồi thì bây giờ Mỹ Linh sẽ cùng đến với cả mini game tiếp theo các bạn ơi. Vâng, câu hỏi số 5 cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng ta, đó là áo khoác OMI 1004 dành cho nam có giá là bao nhiêu? Các bạn ơi, các bạn đã biết chiếc áo đó chưa? Đó chính là chiếc áo bomber mà hôm nay Mỹ Linh vừa giới thiệu với mọi người. Cái thiết kế mà mình vừa có thể mặc chống nắng này, xong rồi đi gió này, rất là thoải mái này. Đó, nhiều màu sắc lắm luôn, mọi người thấy không? Đây, OMI 1004 dành cho nam mọi người nhá. Đó, và cái phần dưới này là bạn nào mà thích năng động thoải mái mình có thể rút dây lên này, nó kéo thắt chặt lại. Đó, khiến cho chân của chúng ta dài hơn nhá. Có đủ size. Đây. Ồ, đây mọi người ơi, cổ này, cổ chun co giãn thoải mái này. Và cái bo chun này cũng vô cùng là thoải mái luôn mọi người nhá. Thấy xinh xắn lắm mọi người ơi. Và bây giờ thì hẳn là mọi người đều đã đoán được hết giá rồi. Tại vì là chiếc áo này quá hấp dẫn luôn. Cho nên mọi người có, Mỹ Linh thấy là có rất nhiều bạn đã biết rồi nhá. Vâng, xin được trả lời giá của chiếc áo khoác này là 599.000 đồng mọi người nhá. 599.000 đồng mà mình sở hữu về tay một chiếc áo kaki này, chống bụi, chống gió này, và có rất là nhiều túi bên trong đựng nhiều đồ. Và ngoài ra túi còn có kéo khóa nữa cơ. Rồi, vậy thì là mọi người hãy comment này, like này, share tag tên 5 người bạn của chúng ta và đón chờ vào 12 giờ ngày mai để xem ai là khách hàng may mắn trúng được chiếc voucher trị giá 300.000 đồng này. Đó, mời các bạn cứ tương tác ở trên livestream nhé. Còn Mỹ Linh sẽ tiến đến món quà tiếp theo trong vòng quay may mắn. Đây. Món quà tiếp theo trong vòng quay may mắn của chúng ta. Mọi người có đoán được là món gì không ạ? Mọi người có đoán ra được là sản phẩm gì không? Vâng, cũng chính là chiếc áo bomber mà Mỹ Linh vừa giới thiệu. Đó, chiếc áo trị giá 499.000 đồng. À, 599.000 đồng, xin lỗi mọi người. Mình bị nhầm với cái quần jean hôm qua mình mặc. Đây. Đây. Mọi người xem này, đó. Chiếc áo này với giá vô cùng là đáng yêu đúng không nào? Chỉ 599.000 đồng mà thôi. Xem ai là khách hàng may mắn đã mua hàng rất là nhiều từ Couple TX và có mã dự thưởng ngày hôm nay. Mọi người nhớ nhá, một mã này tương đứng với 300.000, 600.000 thì hai mã, và sau đó chúng ta sẽ đủ quyền lợi để có thể tham dự vòng quay may mắn này hôm nay. Đó. 3 2 1 quay nào. Rồi, xem nào, ai là khách hàng may mắn đây? Các bạn khách hàng của chúng ta. Ồ, có nhiều bạn chấm hóng các bạn ơi, ngoài việc chấm hóng ra thì thay vì thế thì mình tag tên bạn bè của mình vào đi và cùng chia sẻ đi để mọi người cùng biết đến chương trình ngày hôm nay nhé. Wow, khách hàng may mắn này của chúng ta hôm nay mang tên một ca sĩ nổi tiếng mọi người ạ. Mọi người đoán được là ai không? Để xem comment có bạn nào đoán được không nào. Vẫn chưa đúng đâu, Mỹ Linh sẽ nói tên luôn. Đó là bạn Hương Tràm với mã số dự thưởng là 714753 và bốn số cuối số điện thoại là 6647. Hương Tràm ơi, bạn có đang online không? Với cái tên đặc biệt như thế này thì Mỹ Linh nghĩ rằng là tất cả bạn bè cũng như là người thân của Hương Tràm đều nhận ra cô ấy và tag cô ấy vào bây giờ đây nhé. Bây giờ trong lúc mà đợi Hương Tràm thì chúng ta hãy cùng nhau tác và chia sẻ đi nào. Tại vì nhớ mọi người nhớ, tại sao Mỹ Linh cứ nhắc mọi người là phải chia sẻ livestream này đi? Tại sao ạ? Và tại sao phải tác ạ? Không chỉ việc mình chơi game đâu, mà bởi vì Mỹ Linh muốn rằng không chỉ các bạn mà tất cả bạn bè và người thân của chúng ta đều biết đến chương trình này,
là vì sao? Để ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng lên livestream vào lúc 8 giờ của Couple TX. Và làm sao ạ? Và tìm ra chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung S10e này. Cho nên là chúng ta phải tác nhiều vào cho bạn bè chúng ta đều biết và không bỏ lỡ livestream ngày 30 tháng 5, tức là ngày mai mọi người nhé. Mọi người thấy không nào? Điện thoại Samsung Galaxy S10e có điện thoại ở trong đây, rất là chắc chắn đây. Và với những khách hàng đã mua hàng tại Couple TX 300.000 thì mình sẽ nhận được một mã dự thưởng, 600 nhận được 2 mã và mua càng nhiều nhận được càng nhiều mã. Và khi mình sở hữu trong tay những mã dự thưởng đó thì mình sẽ nằm trong tập khách hàng ở trong vòng quay may mắn này. Như vậy thì vào ngày mai 30 tháng 5, Mỹ Linh sẽ là người quay, ấn số quay giúp các bạn quay này và tìm ra khách hàng may mắn. Khách hàng may mắn sẽ nhận được các phần quà đến từ bộ sưu tập Take My Hand của Couple TX. Còn khách hàng may mắn nhất thì sẽ nhận được chiếc Samsung Galaxy S10e này mọi người nhá. Nhớ đừng bỏ lỡ nha, ngày 30 tháng 5 cũng là ngày mai mọi người nhá. Hãy đồng hành cùng Mỹ Linh, cùng những sản phẩm đến từ thương hiệu Couple TX và những livestream không thể bỏ lỡ Couple TX mọi người nhá. Mọi người cho mọi người ngắm lại một lần nữa này. Và xin chào và hẹn gặp lại vào ngày 30 tháng 5 cùng chiếc Samsung Galaxy S10e.